Một khương sốt, xin chào các bác. Ở clip này thì tôi sẽ test nhanh cái vòng lưu ngọc am chìm 20 ni nhé các bác nhé. Cái đợt vừa rồi mà tôi lên cái nô lưu ngọc am 20 ni đấy, hàng chìm nước, hàng rất là mọng dầu ấy các bác. Thì cũng nhiều bác là thích tôi test chìm nước ở trên video cho các bác xem. Nhiều khi là các bác về các bác được kiểm tra hàng nhưng mà các bác không thích bằng việc mà xem video một hương xốp test nước, cho nên là các bác yêu cầu. Và hôm nay thì cũng chọn cho hai khách nhé, hai khách cái vòng lưu ngọc am chìm này thì tôi sẽ test nước luôn ở trên này, clip này. Thực ra thì lưu ngọc am hay hoàng đàn hay là xưa hay là tử đàn thì tôi cũng không thích test nước đâu, tại vì là những cái loại này nó là gỗ mà có hương thơm mà, cho nên là vào nước thì nó cũng cũng không hay lắm, cho nên là tôi thường xuyên là ít khi test nước đó. Các bác yêu cầu thì tôi mới làm thôi. Với lại những cái vòng mà cao cấp như này thì thường là sẽ test từ phôi rồi các bác. Đó, chìm nước nhé các bác. Thường là làm từ phôi, test từ phôi, từng hạt phôi rồi. Sau khi mà xẻ phôi xong ấy, là những cái phôi nhỏ đấy là tôi phải thả hết vào nước, sau đó lọc ra những cái phôi nào nó nổi thì bỏ ra riêng, phôi nào chìm thì chúng ta phải bỏ ra riêng, và tiện thành hạt như này thì không phải test lại nữa các bác, cứ thế là sâu thôi đó, vì mình test từ phôi rồi mà, từ cái nguyên liệu đầu vào rồi, cho nên là nó dễ lắm. Là làm ra như nào là chìm hết hả, có thấy không ạ, chìm nghỉm luôn đó. Và hàng lưu hoa này vân rất là đẹp nha các bác nhé, vân lưu hoa cực kỳ đẹp đó. Thì và cái vòng nu ngọc am này tại sao nó chìm thì cũng như hoàng đàn thôi các bác, cũng như hoàng đàn hay là huyết long thôi, thì cái chất lượng gỗ và cái mật độ gỗ của nó rất là dày và chất lượng già các bác nhé. Nó là hàng nu già lâu năm tuổi, và cái lượng tinh dầu của nó cũng nhiều nữa, nó kết hợp hai cái đấy vào thì nó sẽ tạo thành một cái loại gỗ hoặc một cái chất gỗ mà rất là nặng, cái khối lượng riêng của nó rất là nặng này, và nó sẽ khi thả vào nước nó sẽ chìm thôi, rất là đơn giản các bác nhé. Đó, rất là thơm luôn, cực kỳ thơm, cái nụ hoa của nó vân quá đẹp. Đây tôi sẽ chọn cho anh cái vân hoa này, đó rất đẹp và hàng rất là hiếm nhé các bác. Các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp mà không giúp nhé, vẫn còn hàng nhé các bác ơi. Đó, bên tôi sẽ chọn cho các bác. Đây sợi này thì nặng, khá là nặng đấy, đây tôi cân gam thử cho các bác luôn nhé, cân gam thử cho các bác luôn, nặng hơn hàng kia rất là nhiều. Video này thì thường tôi sẽ làm khoảng 3 phút thôi. Ui, 57 gram cơ, quá nặng luôn. Những cái hàng này nó phải trên 50 gram, 55 gram này. Đó. Cái này là 57, cũng 57 gram này. Đó, vân hoa rất đẹp, quá chất lượng luôn. Nó phải trên 50 gram nó mới chìm được các bác. Đó, đẹp. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp vào Hương Shop nha. Xin chào.